Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Pado Official. Thì trong dịch vụ ngành nghề ô tô của chúng ta có thêm một cái dịch vụ là in thẻ công chức, hay mình gọi là in thẻ nhựa PVC. Thì thẻ nhựa PVC nó có hai dạng, một dạng 3 lớp và một dạng 4 lớp. Thì mình có thể sử dụng máy in phun hoặc là mình in liên kết. Tức là nó có hai cái dạng hình thức in. Thì để các bước làm thế nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị các bước về làm thẻ nhựa PVC. Thì cái bước thứ nhất đó là các anh chị khi khách hàng tới, các anh chị đặt vấn đề với các anh chị về làm thẻ nhựa PVC. Thứ nhất là các anh chị phải báo giá trước cho khách hàng rồi. Chúng ta sẽ làm căn cứ vào cái số lượng của khách hàng đặt và chúng ta sẽ báo giá ngay cho khách hàng để khách hàng khi mà đặt xong để chúng ta dễ làm việc ha. Cái thứ hai là chúng ta phải kêu khách hàng cung cấp những cái hình, và trong đó là những ở phía sau những cái hình là phải có ghi tên để chúng ta biết được là những cái hình này của tên người nào và để chúng ta làm. Thì đây là một số hình nè, đây có ghi tên nè ha, các ghi tên ghi hình của khách hàng đây ha. Mình xin phép mình che mặt lại nha. Thì sau khi cung cấp khách hàng không, và bước thứ ba là các anh chị nên yêu cầu khách hàng là cung cấp một cái danh sách bao gồm tên, chức danh và mã ngạch. Ở đây một cái danh sách mình đã in ra rồi, mình đang làm một số thẻ nè. Nên trên đây là có họ tên, chức vụ và mã ngạch ha, tức là mã ngạch định danh của cái ngạch công chức. Thì đây nó có là theo quy định của nó là như vậy. Còn về cái cách nhận hình thì theo cái kinh nghiệm của mình thì mình khuyên các bạn nên làm như thế này. Khi mà đối với khách hàng khi mình yêu cầu cung cấp hình thì các anh chị nên là nó khách hàng chọn những cái tấm ảnh nào mà nó còn mới ha, nó còn mới chụp, ảnh thì phải đẹp và nó không bị loang lổ hoặc là bị dính lem mực. Và trong quá trình mà để ghi tên đây nè, thì các anh chị nên là yêu cầu khách hàng là gói lại một tờ giấy riêng biệt. Nếu mà để như tình trạng thế này, như mình như thế này nè, thì có thể là trong quá trình mình để vào thì có thể là cái chữ của tên người này sẽ dính vào cái mặt của chữ của người kia. Tại vì trên một cái tấm hình nó rất là dễ ăn mực ha. Do đó là phải gói riêng nha, để khi mà chúng ta đưa tới thì chúng ta sẽ không có cần mà chỉnh sửa nhiều, chúng ta chỉ cần làm sơ thôi. Hoặc là các anh chị có thể là nếu mà khách hàng có file hình, tức là cái file để gửi qua mail hoặc là Zalo mà người ta đã chụp được, người ta lấy lại cái file hình ảnh đó, thì các anh chị nên là yêu cầu họ có thể là cung cấp cái đó thì nó là tốt nhất, tại vì nó sẽ đẹp hơn, nó chất lượng hơn mà chúng ta phải scan lại một lần nữa ha. Đó là về cái cách mà chúng ta nhận hình ha. Rồi đây là một cái tấm hình mình đã sử dụng máy scan, chúng ta scan ra và giờ chúng ta sẽ mở bằng Photoshop để chúng ta chỉnh sửa. Thì đối với cái chỉnh sửa hình mà để làm thẻ nhựa thì mình nghĩ là các anh chị cũng không nên can thiệp quá sâu. Nếu mà chúng ta can thiệp quá sâu thì nhất là chúng ta sẽ mất thời gian ha, mất thời gian. Thứ hai nữa là nó sẽ làm một số cái nó cái hình của người ta có thể là biến dạng, hoặc là các anh chị mà làm khi mà chúng ta làm can thiệp sâu quá thì chúng ta sẽ nhìn cái hình nó sẽ nói chung như nó bị lệch hơn so với bản gốc rất là nhiều. Do đó đối với phương pháp của mình, thứ nhất là mình sẽ nói khách hàng là nên là đưa những cái hình với có chất lượng tốt để mình scan ra, hoặc nếu mà ổn nữa thì nếu có điều kiện nữa thì hãy gửi cái file mà hình chụp qua Zalo hoặc là qua mail cho mình. Thì những cái file đó thì nó chất lượng hơn, hình nó rõ hơn và in ra nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi sau khi mà file hình mở ra bằng Photoshop đây, chúng ta sẽ vào trong email này. Các bạn cũng có thể chọn các cái chế độ là mình hay chọn auto project, tức là để cho nó cân chỉnh lại một chút thôi ha. Và sau đó chúng ta sẽ vào ở trong cái phần label này, chúng ta chỉnh. Đối với mình đây, và các bạn thấy là cái hình này cũng không cần phải chỉnh nhiều, tại vì khách hàng đưa cái hình này cũng rất là cũng đã là có chất lượng tốt rồi. Khi mình scan ra ở chế độ 600 VDI thì nó sẽ tốt ha. Đó, đối với cái hình khách hàng thì mình chỉ chỉnh như thôi và sẽ mình cắt xén ở trong đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái sơ qua về cái quy định về cái mẫu thẻ, tức là cái mẫu thẻ công chức thì nó sẽ được ban hành theo quyết định số 06 ngày 08 quyết định của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ ta quyết định ta ra được cái kích thước như thế này. Thì ở đây các anh chị thấy là cái kích thước cái thẻ của chúng ta với có kích thước là 90-50 90-50 nha, nó là theo quy định chuẩn luôn á, 90-50. Thì cái hàng trên, bây giờ mình
sẽ đưa cái thẻ này xuống cho tất cả các anh chị thấy là cái hàng trên này nè, tức là cái màu xanh nè, thì nó tương đương khoảng là 1 cm, tức là 10 mm. Phần dưới này là 40 mm, là nó sẽ chia ra, nó chỉ chia ra cái phần, tức là đây là phần hình 3,4 cm, 3,4, bao gồm là họ tên nè, chức danh, mã số thẻ, đây chức danh mã số thẻ. Còn phía trên là có gì, tên chủ quản, tên đơn vị và quốc huy, đó là cái mẫu chuẩn nha, đây mẫu chuẩn này. Thì về cái sai chữ, đối với hàng trên nó tất cả các cái chữ ở trong cái thẻ công chức đều là ghi chữ Hoa hết, kiểu chữ nào là quy định chuẩn luôn là kiểu chữ Thai New Roman, và cái sai ở cái sai chữ, cái kích thước của chữ là 14, và theo chuẩn tiếng Việt là chữ đậm, chữ màu vàng in nhạt trên nền xanh da trời. Đây là cái này là bắt buộc phải là nền xanh da trời nha, nền xanh, xanh đậm, xanh da trời chứ không phải là màu khác, nên các chị sẽ hiểu rõ nha. Hàng thứ hai cũng vậy, cũng là cái chữ Thai New Roman, Thai New Roman. Hàng thứ hai tức là cái hàng mà tên đơn vị nha các anh chị nha. Và hàng thứ ba là ghi họ tên cán bộ chức chữ Hoa, cán bộ công chức viên chức in chữ Hoa, chữ 16, chữ đậm màu đen, in trên là nền trắng. Còn cái chữ dưới nè, tức là cái này là cái cỡ chữ 16 nha, đây là cái cỡ chữ 16, đây 16. Còn cái này là cái cỡ chữ 12 nè, đó màu đỏ. Còn cái cỡ chữ của cái mã ngập là không phải là 14, mà in thành chữ màu đỏ, tức là đây là cái tổng thể của một cái thẻ công chức. Các anh chị có thể xem qua nha. Đây, để các anh chị hiểu rõ hơn về cái quy cách, quy chuẩn để chúng ta làm cái thẻ cho nó đúng. Đây. In trên nền xanh da trời thì cái này là chữ màu vàng. Cỡ chữ là 14. Cỡ chữ là 14. Còn đây là cỡ chữ 16, tên là cỡ chữ 16. Chức danh là cỡ chữ 12, in trên mà chữ màu đen trên nền trắng, và chữ mã ngạch là chữ màu đỏ in trên nền trắng, và đây là hình 34. Tuy nhiên thì trong quá trình mà mình thiết kế thì mình cũng có thể điều chỉnh một chút xíu thôi, nói chung là không có lệch cái bảng, nhưng mà mình sẽ điều chỉnh một chút xíu để cho cái bệnh nhìn nó cân đối với thẻ hơn. Thì ở đây mình sẽ thiết kế cái thẻ thành là 87 57. Tuy nhiên quy định như vậy, nhưng mà để mà đưa vào cái khuôn bế thì chúng ta chỉ có bế ra được là 87 57 thôi, chứ còn nếu mà theo cái thước này thì chúng ta sẽ không có cái khuôn bế chuẩn. Cái khuôn bế của chúng ta, cái máy bế mà các anh chị làm cái thẻ nhựa PVC thì nó kích thước ra, sau khi bế xong thì nó nằm kích thước 87 57 nha các anh chị ha. Rồi đó là cái về kích thước. Còn sau khi cái hình của chúng ta đưa vào như thế này, và chúng ta sẽ lấy cái hình mà nãy mà mình đã chỉnh sửa xong á, mình đưa vào, mình kéo mình bỏ vào trong đây, rồi mình sẽ điều chỉnh sao cho nó phù hợp với lại cái hình như thế này, hình 34. Những cái nào không ấy thì chúng ta sẽ bỏ đi, chúng ta sẽ cắt bớt như thế này nè. Rồi chúng ta chọn hai cái, chúng ta bấm chữ EC thì nó sẽ cân đối, thì đây là mã chức danh. Còn ở đây các bạn biết sao không? Nếu mà ở đây á, nếu mà đúng theo kích thước của cái hình 30 40 thì kích thước nó sẽ như thế này. Nhìn cái thẻ nó rất là xấu. Thẻ nó xấu, nhưng do đó là mình cũng linh hoạt một chút, mình điều chỉnh một chút cho nó nhỏ lại, nhưng mà cái này phải có sự chấp nhận của khách hàng nha, chứ không phải là mình muốn tự điều chỉnh sao được. Mình làm sao cho một cái thẻ nó nhìn nó cân đối như thế này. Đó là hoàn thiện xong cái thẻ. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta in. Thì như nãy mình nói thì in nó sẽ có hai dạng in, tức là in chúng ta sẽ dùng máy in phun, chúng ta dùng mực Bitmain, chúng ta sẽ in trực tiếp tại cơ sở của mình. Thì ở đây khi mà chúng ta in trực tiếp tại cơ sở thì nó có một cái nhược điểm, tức là khi in ra có thể là cái màu của in nó sẽ không được đẹp như cái màu chúng ta thiết kế. Rồi thứ hai nữa là các cái công đoạn chúng ta làm nó nhiều hơn, chúng ta phải in ra, sau đó chúng ta phải ép trên một cái đế nhựa PVC, rồi sau đó chúng ta phải ép nhiệt xong chúng ta mới sử dụng cái máy bế, chúng ta sẽ bế từng khung này ra và chúng ta sẽ hoàn thiện. Đó là cái in phun. Tuy nhiên cái in phun thì chúng ta có thể là chấp nhận in ở những số lượng
nhỏ, ví dụ như một cái hai cái thì chúng ta có thể là chúng ta linh hoạt, chúng ta in phun ngay tại các cơ sở của mình. Tuy nhiên về cái chất lượng của nó thì nó sẽ không được đẹp như chúng ta Elicut. Còn về Elicut thì chúng ta chỉ có khi mà chúng ta chỉ thiết kế tới đây thôi thì chúng ta sẽ gửi file qua cho khách hàng, thì tất cả mọi việc thì chúng ta sẽ gửi file qua cho bên nhà in, người ta in thì tất cả các cái công đoạn thì nhà in họ tự lo hết cho mình, và sau đó mình chỉ có đi ra đầm xe người ta gửi về và chúng ta sẽ lấy hàng, chúng ta kiểm lại, tra lại và chúng ta đưa cho khách hàng thôi. Về cái ở Elicut thì nó có một cái nhược điểm là chúng ta không có in nhỏ lẻ một cái được, và chúng ta phải là trên 10 cái chúng ta mới in được, trên 10 cái chúng ta mới in được. Hoặc là nếu các anh chị in 5 cái thì các anh chị vẫn nhận được. Nếu các anh chị in 5 cái thì các anh chị phải báo giá với số lượng là 10 cái để cho chúng ta đủ số lượng để chúng ta bỏ vào chúng ta in, thì tất nhiên là cái giá nó sẽ cao hơn. Và cái ưu điểm của nó tức là nó sẽ cho ra cái bản in rất là đẹp, sắc nét đẹp, sắc nét và độ bền rất là cao. Do đó thì hiện tại bây giờ mình cũng đang lựa chọn là lựa chọn in theo hình thức là in Elicut thì nhiều hơn, và mình sẽ nhận từ 5 cái trở lên là mình in cho khách hàng. Nhưng tới bây giờ hiện tại ở tiệm mình không còn nhận nhỏ lẻ nữa, tại cái chị biết là một cái thẻ phải đi ra rất là nhiều công đoạn, mà nếu mà chúng ta lấy cao quá thì cũng không được cho khách hàng, và chúng ta lấy thấp quá thì chúng ta thiệt công. Do đó là thôi, tốt nhất thì chúng ta nên cái ước lượng quy định của mình theo cái quy định của mình làm, thì để mình dễ dàng mình làm việc hơn. Do đó mình sẽ chọn hình thức Elicut. Thì hình thức Elicut sau khi mà chúng ta đã hoàn thiện xong tất cả các file thế này, chúng ta kiểm tra, chúng ta sẽ in ra, hoặc là chúng ta sẽ gửi qua cho khách hàng xem lại. Thì ở đây mình cũng đã có, khi mình làm xong á, mình cũng đã có gửi qua cho khách hàng. Đây là những cái bản sau khi mình xuất file ra nè, đây là sau khi mình xuất file ra mình đã gửi lại cho khách hàng để cho khách hàng kiểm tra lại một lần nữa giúp mình, và để coi thử cái sự ưng ý chưa. Và sau khi khách hàng đã lựa chọn và ưng ý rồi thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta rút file và chúng ta gửi qua nhà in. Tuy nhiên ở đây các anh chị biết là khi mà đi đối với in liên kết á, thì các anh chị phải chú ý một cái điều cho mình. Thứ nhất là các cái chữ này thì nó đang quy định ở cái chữ Thai New Roman, thì đây là một trong những cái phông chữ kiểu gõ rất là cơ bản, kể cả máy tính nào nó cũng có phông chữ này, nên do đó các anh chị không cần phải cần vật chữ. Tại vì cần vật chữ có mục đích là để khi mà các anh chị đưa qua cái nhà in thì nếu mà nhà in nó không có cái file đó, cái phông chữ đó thì nó sẽ vẫn nếu không có file đó thì nó sẽ vẫn đảm bảo được là cái chữ chúng ta không bị nhảy. Ví dụ như mình đây không phải, nếu mà đây không phải là cái chữ Thai New Roman hoặc là những cái chữ từ khác, mà đối với bên nhà máy in người ta không có phông chữ đó, thì khi qua nó sẽ bị nhảy phông chữ ngay. Do đó các anh chị sẽ phải cần vượt chữ, cần vượt một chút chúng ta sẽ rã lại từng phông chữ, thì chúng ta sử dụng cần trên quy ở trên bàn phím chúng ta rã ra. Thì khi đó rã ra thì các anh chị sẽ không còn được sửa từng chữ nữa ha. Nó giống như là những cái chữ nó sẽ bị tách rời ra vậy. Đây nè, các anh chị thấy không? Đây giống như cái chữ nó bị tách rời ra vậy, thấy không? Đó. Đây rồi thì nó sẽ không bị nhảy chữ ha. Thì đó là một số lưu ý khi chúng ta gửi file in liên kết với bên nhà in ha. Thì ở đây mình hay in liên kết với bên nhà in của Tân Phú Phong. Nếu các anh chị nào chưa có nhà in hoặc là các anh chị muốn tìm hiểu thì các anh chị cứ lên trên trang web Tân Phú Phong là các anh chị tìm ha. Thì ở đây mình cũng làm việc với bên in Tân Phú Phong cũng lâu rồi, mình đã có app Sky của bên công ty in Phú Phong nè. Thì ở đây là một số file nè, số file mình đã gửi qua nè. Mình gửi qua họ nhận, họ ok rồi thì họ in, họ chuyển ra bên nhà máy in của mình á, bên chành xe họ sẽ gửi lại cho mình và sau đó là mình sẽ ra lấy. Còn đối với về công nợ thì giữa mình với bên công ty Tân Phú Phong đã có thỏa thuận là công nợ sẽ là trong vòng 1 tháng, sau khi kết thúc 1 tháng thì công nợ Tân Phú Phong sẽ gửi công nợ qua cho mình nè, và mình dựa vào trên đó mà mình sẽ chuyển khoản qua cho thanh toán cái công nợ của cái tháng vừa rồi mình làm. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái cách mà mình cảm thấy là nếu mà chúng ta không có điều kiện chúng ta sắm máy đồ nhiều thì chúng ta có thể là lựa theo phương cách in liên kết này để chúng ta có những cái chất lượng tốt hơn, và chúng ta sẽ hạn chế đầu tư máy móc khi mà làm photo dịch vụ ha. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái cách mà mình sẽ áp dụng lâu dài từ đây đến trở về sau, để mà mình có thể là mình lựa chọn nhiều dịch vụ. Nói chung là nếu mà mình không có điều kiện mình lựa chọn những cái này thì mình sẽ tạo ra nhiều dịch vụ hơn ha.
Rồi video của mình chia sẻ đến đây kết thúc ha. Nếu các anh chị và các bạn nào cảm thấy hay thì các anh chị cứ bấm like, hoặc là các bạn hiện thấy video này nó không hữu ích thì các anh chị cứ dislike thì bình thường. Hoặc là các anh chị có để lại cái những cái phần bình luận ở phía dưới thì chúng ta cùng trao đổi, chúng ta cùng học hỏi. Thì đây là cái kênh mình lập ra để chia sẻ những kinh nghiệm. Thì trong đó kinh nghiệm cũng có thể là hay hoặc là kinh nghiệm có thể là nó không hay. Do đó là chúng ta có quyền chúng ta trao đổi và chúng ta bình luận, chúng ta chia sẻ. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Vado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này càng phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau ha. Nếu mà các bạn nào có cần cái file này, cần file thẻ nhựa BBC này thì hãy để lại cái Gmail ở phía dưới phần bình luận. Thì mình sẽ vô đó mình sẽ chuyển cho một cái file mẫu nha. Một cái file mẫu như thế này thì mình sẽ chuyển cho tất cả các bạn và các anh chị, mình sẽ chuyển cho mình các bạn là một file hình hình này thôi. Và sau đó các anh chị cứ làm ra ha. Rồi, xin chúc tất cả các anh chị thật là nhiều sức khỏe và làm ăn thành công trong công việc của mình nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau.